Bất kể khu vực của bạn có bắt buộc phải đeo khẩu trang hay không, bạn và gia đình sẽ được an toàn nhất nếu bạn đeo khẩu trang. Vì COVID-19 lây lan rất dễ dàng nên việc đeo khẩu trang sẽ bảo vệ bạn, bạn bè, gia đình và cộng đồng của bạn. Ngay cả những người được tiêm vaccine cũng sẽ được an toàn nhất nếu đeo khẩu trang. Không thường gặp trường hợp bị bệnh do COVID-19 sau khi đã được tiêm vaccine, nhưng điều này có thể xảy ra tiêm vaccine và đeo khẩu trang là những cách tốt nhất để tránh bị bệnh và lây COVID-19 cho người khác, bảo vệ bản thân, bảo vệ cộng đồng.